Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Chay Trồng Rau Làm Vườn. Hôm nay ngày 15 tháng 11 2019 và hôm nay hai vợ chồng mình bắt đầu đi hái cà phê. Vì vườn cà phê rất là dốc, lại có trồng thêm hàng cà phê giữa ngã tư nữa, nên nếu như mà kéo ngang thì rất là mệt, mà kéo dọc thì cây rất là thưa, nên tụi mình sẽ kéo vạt theo đường kéo. Năm nay cà phê nhà mình chín không đều, những cái cành cao, cành già thì nó chín rồi, nhưng mà những cái cành tơ còn non mà mình nuôi chồi lên ấy, thì nó vẫn còn rất là xanh. Bây giờ tụi mình sẽ hái thử, nếu như mà hái xuống vạt mà nó được kha khá thì mình sẽ hái hết vườn, còn nếu mà nó xanh quá thì mình cũng phải chờ thêm vài ngày nữa mới hái được. Bây giờ chồng mình đang đi cưa những cành cao, cành già xuống. Cà phê thả cao này rất là dễ hái luôn. Mỗi năm mình, 1 đến 2 năm mình sẽ nuôi một lần chồi. Và khi cái chồi đấy bắt đầu ra trái thì mình sẽ cưa bớt những cành già, cành cao đi. Và cứ thay dần như vậy thì cái vườn cà phê nó sẽ dần dần lại quay tiếp tục trở lại cái vườn cà phê tơ thôi. Do vườn này ghép khá lâu rồi, cũng được 8 năm rồi nên cà phê rất là già, thì năng suất nó không còn được cao nữa, nên mình năm nay mình cưa khá nhiều. Này chăm cho đàng hoàng này, trái này không bị dưa, hơi dưa. Đúng không? Con này phải nuôi trái rồi hả? Trời này trời kinh doanh rồi. Nó ăn cà phê đi ngon. Ăn cà phê đi. Ngồi. Đâu có. Mày vào cũng kỹ dữ. Mới hái được 5 bao cà phê thôi, nhưng mà mấy cành già thì nó chín rồi, còn cành non thì nó chưa chín, nên hái xuống bạt nhìn nó khá xanh, nên chắc là tụi mình sẽ nghỉ vài ngày nữa mới bắt đầu hái tiếp. Nếu bây giờ mà hái hết mấy cành già rồi chừa lại mấy cành non thì mai mốt đi hái lại rất là khó. Mà nếu hái xanh thì cà phê lại không đạt chất lượng. Hai ba lần. Sao dùng nó đầy lá chè trọt xuống nó tròn á. Cà phê tươi mà cũng chọc luôn hả? Lăn con nào rồi đường xíu.
Thôi đừng có bạo lực quá, bạo lực con đứt rồi. Rồi, này chưa? Này thì cứ làm đi. Hơi ngắn. Sao? Rồi, đẩy mắt kia lên. Các bạn mình làm đẹp. Được chưa? Rồi, lên đi. Rồi, tiếp tục. Luôn vào này, tiếp tục. Đạt luôn. Ok. Lùi, lùi. Con này có vẻ đẹp á. Đi đến nơi đi. Rồi tới nơi rồi. Video của mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.